Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đang đứng ở cái chỗ vị trí này nhé, để cho quý vị xem không biết có nhìn được không. Cái này là xã Suối Giao, và cái đường mà đi vượt đi từ ngoài vào là đường Xuân Sơn Đá Bạc, tức là đi qua Ủy ban Nhân dân xã Suối Giao. Ở chỗ khu trên này này, chỗ này là có hồ Suối Giao này, là đi qua cái cầu này. Đấy, đi về phía này là về chợ Sơn Bình nhé. Cái giao với đường đường ngã giao Hòa Bình này thì là chỗ chợ Sơn Bình này. Đó, thì cái vị trí đứng thì rất là gần cái đường Xuân Sơn Đá Bạc này. Từ đường Xuân Sơn Đá Bạc rẽ vào đây một chút xíu, chắc khoảng 300-400 m, 300 m, 200-300 m. Ở bên này có một cái lô đất bán nha quý vị. Cái đường này đang chuẩn bị đổ nhựa này. Cái đường này là người ta đang chuẩn bị đổ nhựa này. Đó, thì cho quý vị xem cái sổ đất đây nha quý vị. Cái sổ đất này thì cái đằng sau đuôi này nó được 22 m này, 20 m này. Đằng trước cộng lại cũng là 20 m nha quý vị. Sổ này tương đối vuông vắn, nó có thổ cư. Đường trên sổ đang ghi là đường đất nhưng người ta đang chảy nhựa. Chiều sâu là 50 m, 20 x 50 thì được khoảng 1000 m², nhưng do cái đường nó treo chéo nên được 955 m². Đường nó đang bị gồ ghề, nó không được khoảng thổ cư. Có 100 m thổ cư nha quý vị. Đất ở lâu dài là 100 m này. Đấy, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Đó là thông tin của lô đất của mình ở bên này nha quý vị. Đường vào là đường này, người ta đang vén đất sang hai bên và người ta đang trải đá đổ nhựa đây. Bên này là người ta sẽ trải cái đá 46 để làm cao cái nền đường đấy. Ở phía đằng sau kia có công ty. Lô đất của mình thì đang trồng cỏ đây, bắt đầu từ cái ranh bên này. Đấy, từ ranh cái cột bên này sang đến cái ranh cái cột bên này. Sâu ở bên trong 50 m, tương đối vuông vắn, không tóp hậu, có 100 thổ cư và rất gần đường Xuân Sơn Đá Bạc. Lô đất thì hơi triền dốc xuống phía đằng sau, trông đằng sau như là có suối hay có khe gì đó, suối khe hay rãnh gì đó. Đó, phía bên kia là rừng cây. Trong này có công ty nha quý vị. Đây là người ta đổ cái đường vào cái góc công ty này. Trên này có điện 3 pha nha quý vị. Đó. Về cơ bản thì lô đất này tương đối là tốt, chỉ có điều là cái diện tích thì nó cũng nhỏ vừa thôi. Thì cái thông tin sơ bộ là như vậy. Quý vị nào cái này chủ bán theo mét ngang nha quý vị. 85 triệu một mét ngang, 20 mét ngang thì thành 1 tỷ 750. 1 tỷ 750. Đây dạng đất phân lô dân cư rồi. 1 tỷ 750 cho 1000 m². Đó. Có thổ cư. Bên này thì thấy có vườn mít này. Mít rồi bơ trồng xen kẽ này. Rất là xanh tốt. Trong kia còn có cả cây vú sữa. Đó, thì mít với bơ bên này này, cây bơ rồi trồng xen kẽ. Đây có vẻ như là một lô đất lớn, người ta phân làm nhiều lô ra, chắc mỗi lô 1000 m², mỗi lô 1000 m². Ở chỗ này quy hoạch thổ cư nên có dân có thổ cư nha quý vị. Cái đường điện là xa cái này. Đường điện là xa này chính là đường Xuân Sơn Đá Bạc nha quý vị. Ở ngoài đấy người ta đang trồng cột điện mới để người ta mở rộng cái đường ấy ra. Hình như đường ấy là đường tỉnh 992 đó. Đó, thì từ đây ra đấy khoảng 300 m thôi. Đấy, bên này thì có nhà dân này. Các thứ dân cư, các thứ đầy đủ nha quý vị. Thì quý vị nào quan tâm đến một lô đất nhỏ có thổ cư về ở làm nhà vườn, ở nghỉ dưỡng hoặc là mua đầu tư để dành thì liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác nữa nha quý vị. Nhiều cái có thể rẻ hơn nhưng mà diện tích nhỏ hơn cũng có thổ cư nha. Của 1 tỷ 150 có một cái 500 m² ở phía ngoài thôn 2, hoặc là 1 tỷ 2 cũng 500 m². Ở bên cạnh hai ông Tây. Thì quý vị nào quan tâm thì alo chúng tôi. Xin Bất động sản Thiện Nhân xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.